Những ngày qua, tại bờ biển Nha Trang xuất hiện tình trạng dầu vón cục tràn vào. Nhiều du khách khi tắm biển hoặc dạo biển bị dính dầu vào người, nhiều nhất là ở lòng bàn chân. Bà Phạm Hồng, du khách từ thành phố Hồ Chí Minh, tắm biển tại khu vực công viên Tuệ Tĩnh, phản ánh: sau khi tắm lên, tôi bị lớp dầu đen dính vào người. Lớp dầu rất nhầy và khó chùi. Tôi phải mua cồn tại quầy thuốc Tây mới chùi hết được vết dầu dính trên người. Không chỉ tại các bãi tắm trong đất liền, tại bãi tranh nằm trên đảo Trí Nguyên cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Anh Lâm Minh Thoại đưa gia đình ra đảo du lịch cho biết: sáng nay, tôi vừa tắm tại bãi tranh lên thì chân dính nhiều nốt đen. Nhiều người tắm ở đây đều bị như vậy. Điều anh Thoại thắc mắc là vẫn không thấy có biển báo để du khách biết. Điều anh sợ nhất là có rất nhiều trẻ em xuống tắm biển và nhiều cháu cũng đã bị dính dầu. Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa, nghi ngờ dầu vón cục giạt vào bờ biển Nha Trang là do hóa chất từ các tàu viễn dương xả xuống biển. Lâu ngày lắng động dưới đáy biển rồi biến đổi tính chất hóa học thành dầu vón cục màu đen. Khi dòng chảy thay đổi, đã bị đẩy vào bờ biển. Trong chiều tối ngày 2 tháng 9 và sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang yêu cầu các cơ quan chức năng vệ sinh môi trường thu dọn liên tục dầu vón cục tràn vào bờ, làm sạch bãi biển, tránh ảnh hưởng du khách. Đơn vị cũng cử lực lượng giải thích, cảnh báo cho ngư dân nắm sự việc. Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng ngày 3 tháng 9, vẫn còn một số vệt dầu nhỏ li ti nằm dọc trên bãi biển Nha Trang. Vết dầu bám vào các phao đánh dấu và các phao trượt vẫn còn hiện rõ. Dấu vết dầu tại các nền gạch trong khuôn viên công viên Tuệ Tĩnh vẫn còn.